Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cảm ơn các bạn đã quan tâm và quay trở lại với chương trình đào tạo trực tuyến của Topika. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đang trao đổi một chủ đề vô cùng thú vị, tức là kỹ năng viết CV và xin việc, đúng không ạ? Chúng ta đã học được rất là nhiều kỹ năng mềm trong chương trình đào tạo của Topika, như là kỹ năng giao tiếp cơ bản, kỹ năng giao tiếp nội bộ, kỹ năng chúng ta xử lý vấn đề, làm việc nhóm. Tuy nhiên, nếu như chúng ta không vượt qua vòng gửi xe, tức là vòng chúng ta nộp CV và được phỏng vấn xin việc, thì tất cả những kỹ năng khác chúng ta sẽ không có cơ hội được thực hiện. Vì vậy cho nên để giúp các bạn thành công trong việc tìm kiếm một công việc phù hợp với năng lực của mình, với nguyện vọng của mình, thì kỹ năng viết CV và phỏng vấn là vô cùng quan trọng. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi đến những mục tiêu gì ạ? Điều đầu tiên là chúng ta phải hiểu được mong muốn và yêu cầu của nhà tuyển dụng. Điều thứ hai là chúng ta phải hiểu được bản thân, thiết lập và phát huy những cái ưu thế của mình. Sau đó thì chúng ta sẽ biết cách làm sao để truyền tải tất cả những thế mạnh của mình vào CV cho nó hiệu quả. Và cuối cùng là chúng ta rèn luyện được kỹ năng giao tiếp và thuyết phục nhà tuyển dụng tại buổi phỏng vấn, đúng không ạ? Thì để đạt được những mục tiêu đó thì chúng ta cần phải đi qua ba nội dung chính. Là chúng ta làm nào để tạo ấn tượng ngay từ khi chúng ta gửi CV đi. Và chúng ta làm nào để có thể viết một CV tốt, chúng ta có thể tham dự một cuộc phỏng vấn thành công. Xin phép là trước khi đi vào trao đổi chi tiết thì có thể hỏi các bạn ở đây là các bạn đã bao giờ đi phỏng vấn xin việc cho bất kỳ trường hợp nào chưa? Vậy thì bạn cảm thấy như thế nào khi bạn đi xin việc, đi phỏng vấn? Tôi thực sự là sợ cái việc đi là người hỏi mình họ biết tất cả những gì về mình và họ có khả năng lên thẳng được. Thế là mình nhìn họ ra các mình nghĩ nhiều hơn là mình thấy là cảm ơn câu trả lời của em. Và có lẽ đấy là tâm trạng chung của tất cả các bạn sinh viên khi đứng trước những người mà với các em là những người đã thực sự trưởng thành, có những thành công nhất định trong cuộc sống và họ ngồi ở ghế của người phỏng vấn. Còn chúng ta là ứng viên, chúng ta bị như là đi lên ghế nóng, đúng không ạ? Chúng ta cảm thấy rất là rụt rè, lo sợ và mất tự tin về bản thân. Tuy nhiên có một cái bí quyết, một cái bí mật của nghề nhân sự, tức là gì ạ? Không có ai là người giỏi nhất trong một công việc, mà chỉ có người phù hợp nhất trong một công việc thôi. Chính vì vậy cho nên nếu như chúng ta thực sự phù hợp với cả cái công việc mà chúng ta dự tuyển, thì điều đó sẽ mang lại sự thành công cho chúng ta. Chúng ta không có ý định vào vị trí của người đang phỏng vấn chúng ta, đúng không ạ? Vì vậy cho nên chúng ta lúc đấy, tại thời điểm nhất định đấy, thì chưa cần có những kỹ năng quá xuất sắc như là người đang ngồi ở vị trí phỏng vấn chúng ta, mà chúng ta chỉ cần thể hiện là gì ạ? Chúng ta có những ưu điểm phù hợp với những công việc mà chúng ta đang ứng tuyển vào. Và điều đó vô cùng quan trọng khi mà các em phải biết được là gì ạ? Biết cách xác định được năng lực của bản thân. Chúng ta có gì ạ? Chúng ta có lòng nhiệt tình, chúng ta có tuổi trẻ, chúng ta ham làm, ham học hỏi, chúng ta được đào tạo nền tảng tốt, và chúng ta sẽ năng động, chịu khó, chấp nhận bất kỳ thử thách nào của công việc. Đấy là những cái ưu điểm chung của những bạn trẻ trong thời buổi ngày hôm nay. Chúng ta bị không có gì ạ? Chúng ta không có kinh nghiệm, đúng không? Chúng ta ít va chạm, chúng ta chưa hiểu biết xã hội nhiều, và chúng ta không có cái kỹ năng tốt để mình kiểm soát cảm xúc trong công việc. Như vậy thì chúng ta sẽ tìm kiếm đến những công việc nào mà phù hợp với ưu điểm của chúng ta và không phù hợp khi mà chúng ta phải sử dụng đến những cái sở đoản. Thì đấy là khi mà chúng ta lựa chọn một công việc đã là rất quan trọng rồi. Nghề của tôi thì khi mà tôi làm về công việc gọi là tư vấn xây dựng sự nghiệp cho những ứng viên mà ở vị trí rất là cao rồi, tức là khi mà họ đã là tổng giám đốc của một số công ty rồi và họ vẫn muốn có những lộ trình, những sự thay đổi, thì họ tìm đến những người tư vấn nghề nghiệp chuyên nghiệp như là công ty của tôi chẳng hạn thế. Thì những người mà tôi phỏng vấn, những người mà tôi chia sẻ thì phần lớn lại là những người mà họ có kinh nghiệm nhiều hơn tôi, họ có kỹ năng tốt hơn tôi và họ có vị trí xã hội tốt hơn tôi. Vậy thì áp lực bây giờ là nằm vào gì ạ? Áp lực bây giờ là nằm vào người phỏng vấn, đúng không ạ? Tuy nhiên tất cả các áp lực đấy thì sẽ được giải quyết bằng câu chuyện chúng ta xử lý kỹ năng quan hệ xã hội như thế nào, và chúng ta biết cách đặt câu hỏi, biết cách trả lời câu hỏi như nào cho phù hợp. Để chúng ta có thể xây dựng một hình ảnh tốt thì điều quan trọng là gì ạ? Các bạn có biết là thương hiệu cá nhân khi đến trước một cuộc phỏng vấn được xác định bằng gì không ạ? Đại sứ hình ảnh của bạn trước khi bạn đến một cuộc phỏng vấn. Cô em xin trả lời câu hỏi của cô, đó là theo em đại sứ hình ảnh của cá nhân chính là hồ sơ cá nhân của mình ạ.
Bạn nói đúng vậy ạ. Đấy chính là hồ sơ cá nhân của bạn. Và hồ sơ cá nhân được thể hiện qua việc là bạn trình bày CV của bạn như thế nào. Có một câu chuyện vui mà tôi muốn kể với các bạn ở đây, tức là gì ạ? Câu chuyện này thực sự là một câu chuyện rất thú vị. Có một em bé thì mới tốt nghiệp đại học. Và công việc em ấy làm trong 3 tháng đầu, tức là pha trà, rót nước, đi mua hoa quả cho các chị trong cái nơi mà các em ấy thực tập tráng miệng khi mà họ thích. Thế nhưng mà khi em ấy viết CV để xin chuyển sang một vị trí khác, thì em ấy đưa công việc của em ấy thành là gì ạ? Quan tâm, chăm sóc đến đời sống về mặt tinh thần và hậu cần cho mọi người trong văn phòng. Như vậy thì rõ ràng là cái cách thể hiện nó chỉ khác đi thôi, nhưng điều đó thể hiện được cái tư duy của em bé đó về mặt công việc. Tức là sao? Em bé đó có lòng trân trọng, có sự trân trọng với bản thân và trân trọng cái giá trị công việc của mình đang làm, cho dù đấy là công việc gì, và nhìn thấy được ý nghĩa sâu xa của công việc. Còn rất nhiều bạn thì tự cho là cái công việc photo, fax, pha trà rót nước nó không phù hợp với vai trò của mình, và các bạn đánh giá rất là thấp, đúng không ạ? Thì đấy là những cái có một cái kinh điển, tức là gì ạ? Không có sự thật mà chỉ có những sự diễn giải phù hợp. Và một lần nữa tôi lại muốn quay lại câu chuyện là gì? Không ai biết ta là ai cho đến khi ta nói cho họ biết ta là ai. Nhưng có rất nhiều thông điệp ta gửi đến mọi người về việc ta là ai mà ta lại không ý thức được thông điệp đó. Như là những thông điệp ta gửi đến qua quần áo, qua cách ăn mặc, thông điệp ta gửi đến qua cách ta trình bày một CV, qua cách ta gửi đi một cái email, trong đấy chúng ta có attach cái bản CV của chúng ta như thế nào. Chúng ta có trân trọng bản thân hay không được thể hiện trong việc là chúng ta có trân trọng nắm nót CV của mình hay không, hay là chúng ta gửi đi một cái CV đầy những lỗi chính tả. Khi mà chúng ta gửi CV bằng tiếng Anh, cái ảnh của chúng ta bị sập sệch, được attach một cách gọi là không phù hợp, hoặc là địa chỉ email mà chúng ta dùng ở trong CV lại là anhhungzalo@yahoo.com chẳng hạn như thế. Thì tất cả những cái chi tiết rất là nhỏ này tạo ấn tượng cho nhà tuyển dụng về một hình ảnh chuyên nghiệp hoặc là không chuyên nghiệp. Như vậy là trong CV chúng ta cần đã có những cái lưu ý nhất định khi chúng ta viết CV rồi. Thế nhưng một điều vô cùng quan trọng hơn nữa là chúng ta phải tìm hiểu về đơn vị mà chúng ta gửi CV trước khi chúng ta viết mỗi một bản CV. Bởi vì đa số các bạn sinh viên là gì ạ? Các bạn gửi một cái CV chung cho tất cả các công ty, và cũng những lời lẽ rất là hay, các bạn chỉ thay tên công ty khi các bạn gửi đi. Và nếu như là người có kinh nghiệm thì chỉ một cái chớp mắt là họ đã hiểu là đây là một cái spam mail, tức là gì ạ? Các bạn giải email như là giải chuyển đơn, giải CV như là giải chuyển đơn, trong khi các bạn không thực sự hiểu công ty đó đang hoạt động trong lĩnh vực nào, làm việc gì, và các bạn không thực sự phân tích công việc đó. Thì điều này giống như là các bạn cứ cố gắng để có được một công việc thay vì việc là không phân tích xem là công việc đó phù hợp với mình hay không. Thì điều quan trọng nhất trước khi gửi CV là các bạn phải đọc kỹ thông tin tuyển dụng và xác định xem là những cái yêu cầu của nhà tuyển dụng có phù hợp với sở trường của mình hay không. Tìm hiểu ngành nghề kinh doanh của công ty, xem là đang ở giai đoạn nào. Nếu như vào thời điểm này là các bạn lại tham gia gửi hồ sơ vào một công ty chứng khoán thì quả là không phù hợp, đúng không ạ? Khi mà cả thị trường đang down rất là nhiều. Còn nếu như mà ở giai đoạn năm 2008 thì các bạn sẽ có nhiều cơ hội hơn ở các công ty chứng khoán. Lịch sử và quy mô của công ty cũng giúp cho các bạn hiểu và xác định được hình ảnh như thế nào. Một công ty 100 năm thì quy trình tuyển dụng của họ sẽ khác một công ty 1 năm. Và như vậy thì các bạn sẽ phải chuẩn bị hồ sơ như thế nào để phù hợp với văn hóa giao tiếp của họ. Thì điều này cũng hết sức quan trọng. Và điều đặc biệt là gì? Chúng ta phải cố gắng viết cái CV làm sao để nó phù hợp với công việc mà họ đang phỏng vấn, họ đang dự tuyển, họ đang yêu cầu. Ví dụ với một công ty mà họ đang tìm kiếm nhân viên kinh doanh thì chúng ta không nên đưa quá nhiều kinh nghiệm chúng ta đã từng làm part time cho việc là kế toán hay là công việc là chúng ta đã từng làm và đánh máy văn phòng. Vì sao ạ? Vì công việc kinh doanh đòi hỏi người kinh doanh phải đi ra ngoài rất là nhiều và chịu khó giao tiếp, trong khi công việc kế toán và công việc tại văn phòng thì yêu cầu là phải có sự kiên nhẫn, và thường là những người mà có cái độ trễ, độ trì nhất định trong cái việc giao tiếp bên ngoài. Thì như vậy khi mà hai công việc mà đòi hỏi hai tố chất khác với nhau mà chúng ta lại đưa vào kinh nghiệm của chúng ta, thì như vậy kinh nghiệm lại tạo nên cái cảm giác là gì? Bao giờ tôi mà đọc một cái CV như vậy thì tôi cũng vẫn muốn hướng các em ấy là tiếp tục theo nghề kế toán hoặc tiếp tục theo nghề văn phòng, hơn là việc đưa ra cho em ấy một cơ hội để có thể được trải nghiệm. Mặc dù rất có thể là em ấy cũng vẫn phù hợp, tuy nhiên là sẽ làm giảm bớt cơ hội của mình đi. Sau khi mà các bạn đã nghiên cứu kỹ về công ty, nghiên cứu kỹ về
mục tiêu tuyển dụng cũng như là yêu cầu của nhà tuyển dụng thì các bạn sẽ chuẩn bị những cái CV rất là hoàn hảo. Bằng việc là gì ạ? Chúng ta thứ nhất là cái cách đấu cụ, cách trình bày thì các bạn có thể tìm được rất là nhiều CV mẫu ở trên mạng. Nhưng các bạn cũng lưu ý là gì ạ? Phần lớn CV mẫu trên mạng là CV theo cái phong cách của Mỹ. Và người Mỹ thì là gì ạ? Luôn luôn họ nói là I'm the best of gì đó. Tức là tôi luôn luôn là người giỏi nhất trong cái lĩnh vực này. Tôi là leading trong lĩnh vực kia. Tôi excellent trong kỹ năng nọ. Tôi là great trong kỹ năng kia. Tuy nhiên nếu mà các bạn gửi một cái CV theo phong cách Mỹ đến một công ty của Đức thì vô cùng nguy hiểm. Người Đức thì họ thường không có thái độ tự hào về bản thân quá như vậy. Và họ luôn đề cao những người khiêm tốn, có kỷ luật và đưa ra những bằng chứng để chứng minh được. Nhưng mà người Mỹ thì họ lại rất hoan nghênh những người thích thể hiện cá nhân. Thì đấy là những cái điều mà các bạn cần phải quan tâm. Gửi một CV đến công ty của Nhật thì các bạn không nên thể hiện là các bạn đã vượt qua quá nhiều công ty. 3 tháng ở công ty A, 2 tháng ở công ty B, N tháng ở công ty C. Vì sao ạ? Vì người Nhật họ đánh giá sự trung thành. Vì vậy cho nên chúng ta cần phải lưu ý xem công ty của chúng ta gửi đến là họ mong muốn điều gì. Và có những bạn ạ, đánh bóng CV của mình rất là nhiều. Tôi đã từng phỏng vấn một bạn vô cùng xinh đẹp, tiếng Anh tốt vì chồng bạn ấy là người nước ngoài. Và bạn ấy muốn xin vào vị trí nhân viên kinh doanh. Mặc dù bạn ấy trước đây chỉ làm lễ tân và trợ lý văn phòng thôi. Và để xin được vào vị trí nhân viên kinh doanh thì bạn ấy nhờ bạn thân của bạn ấy đang là nhân viên kinh doanh của một công ty khác kể toàn bộ công việc mà người bạn thân đó phải làm ở vị trí nhân viên kinh doanh, chi tiết từng tình huống một. Và bạn ấy học được cái câu chuyện đó. Và bạn ấy tự đặt bạn ấy vào vị trí của người bạn thân đó khi đi phỏng vấn. Và đến vòng cuối cùng thì tôi nói với bạn ấy một điều là gì? Chị muốn kiểm tra thông tin thông qua người chủ cũ của em, và em có thể cho chị thông tin được không? Thì bạn ấy cũng rất chủ động, tự tin đưa ra cho tôi một thông tin về một giám đốc người nước ngoài là sếp trực tiếp của bạn ấy. Và bạn ấy cho rằng mình sẽ ngại nói chuyện với người nước ngoài cho nên sẽ không kiểm tra thông tin. Thế nhưng mà ngay khi mà bạn ấy đang có ở đấy thì tôi đã nhấc máy gọi điện. Bởi vì tôi cũng thực sự thấy thú vị với cả cái hồ sơ của bạn ấy. Cũng là phần bị hình ảnh bên ngoài cũng như là những cái kinh nghiệm mà bạn ấy học được từ người bạn. Bạn ấy cũng khá là thuộc bài. Với cả vị trí nhân viên kinh doanh đó thì cũng không đòi hỏi kỹ năng quá cao. Chỉ cần có thái độ tốt và có một chút kinh nghiệm là có thể làm được. Thế thì đến cái lúc mà tôi đã bắt đầu bấm máy rồi thì bạn ấy nói xin lỗi và nói thật ra. Và lúc đấy thì bạn ấy đã bị mất cơ hội. Và điều quan trọng hơn nữa là mất niềm tin vào nhà phỏng vấn. Và sau này thì bạn ấy cũng rút kinh nghiệm mà không bao giờ lặp lại câu chuyện đấy nữa. Thế nhưng mà bạn ấy đi phỏng vấn ở bất kỳ đâu thì cũng đều không được thành công. Tôi cũng không hiểu tại sao. Có thể là do bạn ấy đã bị có cái cảm giác bị là con chim bị cảnh cong một lần rồi. Cho nên là bạn ấy sẽ hoàn toàn mất tự tin về cái sự trung thực của mình. Điều đó là vô cùng nguy hiểm. Các bạn có thể đánh lừa người khác nhưng không bao giờ đánh lừa được bản thân các bạn. Vì vậy cho nên là chúng ta cố ý là gì? Chúng ta chân thực, chúng ta trung thành với thông tin của cá nhân mình. Điều thứ hai nữa là gì ạ? Dù cho cái sự không trung thực có thể giúp cho chúng ta tạo ra chúng ta một cái cơ hội là có một công việc, nhưng chúng ta cũng rất dễ dàng bị sa thải nếu như chúng ta không mãi mãi tạo ra được cái hình ảnh đó khi mà chúng ta được thử thách, đúng không ạ? Và một cái bí quyết thú vị nho nhỏ nữa là gì ạ? Có những bạn thì trong địa chỉ email ở trong CV ạ, thì đưa ra những cái địa chỉ mà đã không hấp dẫn được mặt địa chỉ rồi. Thế còn địa chỉ nhà ở thì cũng rất là khó liên lạc, xoẹt xoẹt quá nhiều. Và là những nơi mà chúng ta khó liên hệ. Vậy thì cố gắng là các bạn tìm kiếm một cái địa chỉ nhà nào đó mà dễ liên hệ nhất. Có thể không phải nhà của các bạn nhưng là nhà người thân các bạn. Làm sao đấy để mọi thông tin có thể đi đến tận nơi. Khi mà các bạn ở cấp cao rồi thì thường người ta sẽ liên hệ với các bạn qua điện thoại. Nhưng một số công ty thì họ thường là gửi thư, tờ rơi về công việc của họ. Như là các hãng đại lý bảo hiểm hoặc các công ty về FMCG thì họ thường hay gửi thư trực tiếp đến nhà. Và chúng ta rất dễ thất lạc thông tin nếu như mà địa chỉ của chúng ta ghi không rõ ràng. Hoặc là chúng ta sử dụng gì ạ? Chúng ta sử dụng là ở trên thì chúng ta gửi email cho một công ty, nhưng ở dưới thì chúng ta có những chỗ chúng ta, các bạn hay dùng cái lệnh gọi là file and replace all. Khi mà các bạn viết CV và rất có thể còn sót lại. Thì đấy là cái điều mà mình cần lưu ý các bạn là gì? Cần phải trân trọng hình ảnh của mình. CV là đại diện, đại sứ hình ảnh cho các bạn ở tất cả mọi nơi. Và dù các bạn không thành công ở mỗi một vị trí thì chiếc CV đó sẽ được lưu lại để sau này khi họ cần đến họ có thể gọi lại các bạn một lần nữa. Vì vậy hết sức chăm chút cho chiếc CV của mình.
như là chăm chút cho chính hình ảnh thật của mình ở bên ngoài. Chúng ta lưu ý là gì ạ? Có những cái bí quyết rất là nhỏ, những cái lưu ý rất là nhỏ. Bao giờ cùng với CV cũng phải là một số những cái lời chúng ta gọi là cover email, đúng không ạ? Tức là chúng ta phải có những cái lời giới thiệu nhất định, tóm tắt để mọi người còn quan tâm đến việc họ muốn đọc email của chúng ta. Nói cho họ biết tại sao ta lại quan tâm đến công việc đó, tại sao ta lại có sự hứng thú đến công việc đó, tại sao ta lại cho rằng ta phù hợp cho sự lựa chọn của họ. Và email khi chúng ta attach thì chúng ta cố ý là gì? Dung lượng vừa phải, không dùng quá nhiều màu sắc, bởi vì rất có thể họ sẽ không đọc trên máy mà họ sẽ in ra. Và nếu như mà khi chúng ta dùng quá nhiều màu sắc thì khi in ra họ sẽ chẳng đọc được gì cả, và như vậy là gây phản cảm. Không viết quá hai trang giấy và nên convert sang PDF trước khi chúng ta gửi đi cho khách hàng hoặc là cho công ty mà chúng ta muốn ứng tuyển. Có một số bạn thì thể hiện trình độ IT của mình bằng cách là dùng một cái clip hoặc là dùng file PowerPoint. Tất cả những cái điều này vô cùng là gây bất tiện cho nhà tuyển dụng, bởi vì họ rất là không tiện để forward email đó đi, CV đó đi, hoặc là không tiện để in ra, để lưu trữ. Như vậy thì chúng ta tự đánh mất cơ hội của mình. Trước khi đi phỏng vấn thì một lần nữa các bạn phải tìm hiểu thông qua phòng nhân sự hoặc thông qua cái người mà hẹn các bạn đến phỏng vấn, xem là các bạn sẽ nói chuyện với ai, giữ vị trí gì, và mục tiêu của cái cuộc phỏng vấn đó thường là họ đánh giá những tiêu chí gì ở các bạn. Ví dụ như là gì ạ? Ở các công ty hàng đầu thế giới thì họ thường có 5 vòng phỏng vấn. Vòng phỏng vấn đầu tiên là thông qua một người làm nhiệm vụ kiểm tra hồ sơ và kiểm tra những yêu cầu tối thiểu của ứng viên xem có đạt tiêu chí hay không. Với những vòng này thì quan trọng nhất là hồ sơ của các bạn phải tốt và các bạn có kỹ năng sử dụng tiếng Anh hoặc tiếng Việt lưu loát, kỹ năng giao tiếp tốt. Đến vòng thứ hai mới là vòng phỏng vấn về mặt chuyên môn. Lúc này thì các bạn đã cần phải chuẩn bị tốt những cái kiến thức về mặt chuyên môn. Và vòng thứ ba thì thường là vòng phỏng vấn với những người nhân sự cấp cao, thì lúc này các bạn phải lựa chọn cái thái độ, cái cách ứng xử phù hợp và nhất là chuẩn bị cho sự tự tin của mình. Đến vòng thứ cuối cùng thì là vòng các bạn sẽ nói chuyện với nhân sự, và lúc này thì mới là cơ hội để các bạn quan tâm, nói chuyện, chia sẻ về lương bổng, về cá tính, về văn hóa, về môi trường. Và các bạn cố gắng là gì? Với mỗi một vòng thì các bạn cũng cần phải hỏi xem là gì. Một lần nữa tôi muốn nhắc lại là ai là người sẽ nói chuyện với các bạn, họ có vị trí nào trong công ty. Và bây giờ thì không biết thì hỏi, không giỏi thì gõ Google. Các bạn có một công cụ rất là tiện dụng và các bạn có thể tìm hiểu thông tin về người phỏng vấn mình qua nhiều kênh khác nhau. Và khi chúng ta đã biết họ rồi thì chúng ta sẽ biết cách tạo cái cảm giác thân thiện trong giao tiếp để đạt những thành công nhất định trong giao tiếp rất là dễ, thuận tiện hơn chúng tôi ngày xưa rất là nhiều. Và có những lưu ý nhỏ nhỏ như là về mặt đường đi thì chúng ta cố gắng chuẩn bị làm sao chúng ta đến nơi phỏng vấn trước khoảng 15-20 phút. Bạn nữ thì có thời gian để chỉnh đốn lại trang phục, chải tóc lại hoặc trang điểm lại. Những cái bài học mà chúng ta đã rút ra, những bài học kinh nghiệm cũng là những cái kiến thức mà nhà tuyển dụng rất là quan tâm. Vậy thì trong quá trình chúng ta trình bày, chúng ta càng thể hiện cái độ đa dạng của chúng ta càng nhiều còn tốt. Cố gắng là kể bằng những câu chuyện. Một lần nữa mình nhắc lại là tránh dùng những cái câu khẳng định mà nên dùng những câu chuyện để cho nhà tuyển dụng tự đưa ra kết luận về bản thân mình. Như vậy thì các bạn sẽ tạo được ấn tượng rất là tốt với nhà tuyển dụng. Như vậy là chúng ta đã qua giai đoạn gì ạ? Chúng ta đã qua giai đoạn tìm hiểu về công ty mà chúng ta đã ứng tuyển, tìm hiểu về công việc mà chúng ta dự tuyển, và chúng ta đã hiểu rõ bản thân chúng ta rồi, đúng không ạ? Biết người, biết ta, trăm trận, trăm thắng. Thì bây giờ chúng ta đã biết người rồi, còn biết ta thì chúng ta đi sâu vào gì ạ? Thứ nhất, chúng ta phải biết là điểm mạnh của chúng ta là gì đối với cái công việc đó, chứ không phải là một điểm mạnh chung chung. Tôi đã từng có lần phỏng vấn một bạn thì bạn ấy nói điểm mạnh của bạn ấy là bạn hát rất hay, bạn giao tiếp rất giỏi. Nhưng mà vị trí của bạn thì lại là ứng tuyển vào vị trí là auditor, tức là nhân viên kiểm toán. Nhân viên kiểm toán thì không cần hát hay, giao tiếp giỏi gì lắm, đúng không ạ? Đấy không phải là ưu điểm tối ưu của nhân viên kiểm toán. Và bạn ấy lại nói điểm mạnh của bạn, điểm yếu của bạn ấy là bạn ấy quá quan tâm vào chi tiết, tiện tiết. Nhưng thực ra đấy gọi là điểm mạnh trong nghề kiểm toán. Thì khi mà xác định điểm mạnh, điểm yếu hay không, nó liên quan đến câu chuyện cái công việc mà chúng ta ứng tuyển vào là gì, chứ không phải chỉ đơn giản công việc, khía cạnh con người. Và luôn luôn chúng ta trả lời câu hỏi liên quan đến điểm mạnh, điểm yếu thì trả lời theo cách nào ạ? Chúng
chúng ta nên đặt chúng ta vào tình huống là chúng ta đã từng trải nghiệm qua những cái tình huống mà chúng ta thấy là chúng ta không thực sự thành công lắm trong cái tình huống đó, và sau đó thì chúng ta đã rút kinh nghiệm và tìm cách cải thiện được bản thân. Ví dụ sẽ trả lời theo cách như thế này. Điểm yếu của em là gì? Khi em là sinh viên thì em được trường giao cho việc là tổ chức một câu lạc bộ, và em đã cảm giác là em không thực sự thành công lắm trong vai trò của người nhóm trưởng, bởi vì em không duy trì được nhóm của em hoạt động lâu dài. Tuy nhiên sau đấy thì em có đi tham gia một cái lớp về đào tạo về kỹ năng làm việc nhóm, và cái khóa học này thực sự là một cái sự bước ngoặt trong cái sự trưởng thành của em. Và em sau đó thì em đã tạo ra được một đội ngũ tốt, và như chị thấy thì có câu lạc bộ nhân sự của em điều hành đã hoạt động được đến ngày hôm nay, ATC. Thì như vậy tức là gì ạ? Chúng ta đã từng có điểm yếu nhưng chúng ta đã khắc phục được, đúng không ạ? Bên cạnh đó nữa thì chúng ta cũng có nhiều cái cách giải quyết mà chúng ta luôn luôn là gì? Trả lời câu hỏi trong phỏng vấn, chúng ta phải đưa ra những bằng chứng để thể hiện em là người xuất sắc trong việc giao tiếp. Vậy thì đừng bao giờ đưa ra một câu nói khẳng định như vậy, mà hãy nói chuyện là gì? Trong môi trường làm việc thời sinh viên thì có rất là nhiều giảng viên nước ngoài cũng như những giảng viên Việt Nam, và em thì là lớp trưởng cho nên sẽ phải là người giao tiếp rất là nhiều với cả giảng viên để trao đổi lại với các bạn, cũng như là tổ chức các cuộc gặp đi thăm các doanh nghiệp cho các bạn. Và em thấy là ở môi trường nào em cũng được mọi người đánh giá cao về việc là em có thể giao tiếp trôi chảy, truyền đạt thông điệp một cách rõ ràng, biết cách lắng nghe người khác và biết cách đặt câu hỏi một cách phù hợp. Như vậy thì họ sẽ hiểu rõ là ok, bạn mình giao tiếp tốt. Còn nếu như chỉ nói gọn lỏng là em là người giao tiếp cực tốt thì mình lại sẽ bắt buộc đẩy họ đến tình huống phải đưa ra những câu hỏi khó hơn cho mình, và như vậy thì mình sẽ tự tạo ra cho mình những cái rào cản nhất định. Đặc biệt nữa là gì ạ? Trong cái cuộc trao đổi với lớp cuộc trao đổi tương tác hai chiều thì các em cố gắng là chuẩn bị cho mình một số những câu hỏi mà mình còn khúc mắc, đang chăn trở về hoạt động của doanh nghiệp, thay vì việc là chúng ta hỏi họ luôn là gì, vị trí này lương bao nhiêu, có phải đi công tác thường xuyên hay không, hay là có thường xuyên được đi công tác nước ngoài hay không chẳng hạn. Như thế thì chúng ta thể hiện cái thái độ của chúng ta với công việc như vậy là không tốt. Thì chúng ta nên hỏi họ những câu hỏi như là gì ạ? Kế hoạch của họ đối với công việc của chúng ta là gì? Họ yêu cầu gì ở công việc này? Tiêu chuẩn để họ lựa chọn ứng viên là gì? Các bước tiếp theo để lựa chọn ứng viên là gì? Công ty đang đứng trước những vấn đề gì và liệu chúng ta có thể góp phần vào giải quyết những vấn đề đó hay không? Thì có rất là nhiều cách phụ thuộc vào việc là chúng ta đang ngồi nói chuyện với người phỏng vấn ở vị trí nào để chúng ta đưa ra những câu hỏi phù hợp. Ví dụ như ở tầm lãnh đạo chẳng hạn thì họ rất là thích nói về chiến lược của doanh nghiệp, về sự phát triển, về mặt thương hiệu của doanh nghiệp. Thế nhưng mà với nhân sự thì họ lại thích nói về văn hóa doanh nghiệp, về văn hóa con người. Chúng ta có thể chia sẻ những câu hỏi như là em không hiểu là với doanh nghiệp của mình thì hình thức giao tiếp nào là được ưa chuộng, hoặc là nên ăn đi làm thì ăn mặc ra làm sao cho phù hợp. Thì những câu hỏi như vậy thì có thể thể hiện được cái sự quan tâm của chúng ta đối với văn hóa doanh nghiệp của họ, và từ đó sẽ giúp cho chúng ta ghi điểm. Và có những điểm mà chúng ta chưa hiểu rõ về yêu cầu công việc thì chúng ta có thể chủ động đưa ra câu hỏi luôn. Và trong quá trình phỏng vấn thì như mình đã nói, với một hai vòng đầu các bạn cố gắng tránh không nói về lương thưởng đãi ngộ. Lý do là sao ạ? Trong đầu những nhà tuyển dụng như bọn mình thì luôn là bọn mình đánh giá là sinh viên là những người rất là trong sáng, và bọn mình đặt một cái hy vọng là gì, các bạn sẽ làm việc cố gắng các nỗ lực tìm kiếm cơ hội phát triển, xây dựng hình ảnh bản thân, xây dựng kinh nghiệm cho mình thay vì việc chạy theo đồng lương. Điều đó không có nghĩa là chúng ta dựa vào đó để bóc lột các bạn, mà điều đó chỉ có nghĩa là gì, chúng tôi đã xác lập trong đầu một cái hình ảnh về sinh viên như vậy rồi. Và nếu như ngay từ ngày đầu tiên các bạn sinh viên ngoại thương rất hay bị bấp phải cái lỗi này, tức là ngay từ ngày đầu khi các bạn đến phỏng vấn, các bạn đã nói là các bạn ít nhất tối thiểu phải mức lương 300-400 đô, hoặc là công ty phải là công ty Big Four chẳng hạn như vậy, thì như vậy các bạn sẽ tạo ra cảm giác là các bạn không ở lại, không duy trì lâu với cả cái doanh nghiệp mà các bạn đến phỏng vấn. Như vậy thì sẽ rất là khó. Và cái câu trả lời phỏng vấn phù hợp nhất cho vấn đề về lương bổng tức là gì ạ? Đối với em thì lương bổng cũng là một trong những yếu tố để em lựa chọn công việc, tuy nhiên đấy không phải là yếu tố ưu tiên nhất, mà điều quan trọng là cơ hội phát triển bản thân trong doanh nghiệp là như thế nào. Còn nếu như họ hỏi sâu hơn nữa thì mình có thể đặt ra yêu cầu là gì ạ? Theo em được biết thì doanh nghiệp nào cũng có những cái thang bảng lương nhất định trong những cái vị trí giống như là vị trí của em.
Vì vậy cho nên em sẽ cân nhắc dựa trên cái offer, những cái đề xuất mà doanh nghiệp đưa ra. Em cũng không có đòi hỏi gì vì bản thân em chưa thực sự có nhiều kinh nghiệm. Thì đấy là cái cách mà chúng ta trả lời khéo léo trong việc thảo luận lương bổng. Bởi vì sao ạ? Rất có thể chúng ta không định giá được chính xác vị trí của mình. Cũng là một vị trí lễ tân thôi, thư ký. Doanh nghiệp Việt Nam trả 2 triệu, doanh nghiệp nước ngoài trả 250 đô. Có những doanh nghiệp họ trả 500 đô. Chỉ vì lương thấp nhất của họ là 500 đô chứ không có nghĩa là chúng ta giỏi. Đúng không ạ? Ví dụ Microsoft Việt Nam, thư ký chỉ có mỗi mở cửa, bố trí lịch học, đưa nước vào phòng họp cũng 300 đô. Trong khi ở công ty Việt Nam thì là 300 nghìn, hoặc là giỏi lắm là 1 triệu rưỡi để làm cái công việc như vậy nếu mà công ty tư nhân. Thì chính vì vậy cho nên khi mà chúng ta cứ nghe nói là bạn bè chúng ta ở đâu đó có mức lương này mức lương kia, chúng ta đưa ra làm tham chiếu thì rất có thể sẽ không phù hợp. Nhất là đặc biệt trong trường hợp chúng ta chưa có kinh nghiệm. Vì vậy cho nên là chúng ta sẽ nên để cho họ offer là thứ nhất. Thứ hai là chúng ta nên quan tâm đến cái sự phát triển của bản thân trong việc công việc nhiều hơn là chúng ta quan tâm đến vấn đề về lương bổng. Bao giờ chúng ta tích lũy được kiến thức tương đối rồi và chúng ta thể hiện được năng lực bản thân rồi, lúc đấy thì người sử dụng lao động họ sẽ khác biết phải đối xử với mình như thế nào cho phù hợp. Đấy là những cái kiến thức cơ bản khi mà các bạn đi phỏng vấn. Thế còn sau khi phỏng vấn thì sao ạ? Có rất là nhiều bạn đưa ra câu hỏi cho tôi là nên hay không nên gửi thư cảm ơn sau khi các bạn đi tham dự phỏng vấn. Có một số các bạn cảm giác là gì ạ? Họ phỏng vấn 200 người, họ nhận được 200 cái thư cảm ơn thì chỉ là mất thời gian thêm của họ. Có bạn thì cho rằng viết một cái thư cảm ơn mà không thuyết phục, không chuyên nghiệp thì thà không biết thư cảm ơn còn hơn. Có bạn thì cho rằng đằng nào cũng cứ viết thư cảm ơn bởi vì mình đã có sẵn mẫu rồi, chỉ việc bấm một cái để gửi đi thôi, đúng không ạ? Vậy thì viết thư cảm ơn vào thời điểm nào cũng là một vấn đề. Ngoài câu chuyện là chúng ta có nên viết hay không thì viết vào thời điểm nào ạ? Thời điểm lý tưởng mà chúng ta nên viết thư cảm ơn là 2 đến 3 ngày sau cuộc phỏng vấn. Trong trước rồi có một số bạn có template sẵn nhận ra khỏi văn phòng là 83 giờ và gửi thư cảm ơn ngay, và họ sẽ cảm thấy chúng ta không thực sự trân trọng, không thực sự đầu tư suy nghĩ vào cái thư cảm ơn đó mà chúng ta chỉ làm với hình thức. Còn nếu 2-3 ngày sau chúng ta gửi thư cảm ơn thì cái thư cảm ơn đó, thứ nhất là đến một thời điểm mà tất cả những người khác, tất cả những thư cảm ơn khác đã đi vào quên lãng rồi thì thư cảm ơn của chúng ta mới đến. Thứ hai nữa là gì? Nó nhắc họ nhớ về việc họ sẽ phải tiếp tục quan tâm đến chúng ta như thế nào. Nó giống như là một câu hỏi là anh ơi, cái tình trạng phỏng vấn của em như thế nào rồi. Nhưng chúng ta không hỏi mà chúng ta đưa một cái thư cảm ơn và gợi họ, nhắc họ hả, quan tâm đến chúng ta. Có một số văn hóa mà chúng ta cần phải quan tâm, tức là gì ạ? Có thể người phỏng vấn chúng ta là tổng giám đốc và chúng ta không trực tiếp gửi thư cảm ơn được đến bác đó, thì chúng ta nên thông qua thư ký, thông qua trợ lý thì chúng ta gửi lời cảm ơn, đúng không ạ? Thì đấy là những cái cách, những cái lưu ý mà chúng ta cần phải theo dõi. Và chúng ta luôn luôn là gì ạ? Sau một cuộc phỏng vấn nhất định mà chúng ta không nhận được cái thông tin nào ngược trở lại, chúng ta thường hay tự giả định là mình đã thất bại và chúng ta cũng không quan tâm đến công ty đó nữa. Nhưng một trong những cách xử sự phù hợp là gì ạ? Sau đó thì chúng ta nên gọi điện đến người phỏng đã phỏng vấn chúng ta hoặc là phòng nhân sự,
hỏi lý do là tại sao chúng ta không được quan tâm nữa và nhờ họ tư vấn, đúng không ạ? Con người có những cái bản ngã cá nhân rất là cao, họ luôn luôn muốn được đưa ra lời khuyên, muốn được thể hiện là họ quan trọng. Vì vậy khi mà chúng ta hỏi họ những lý do vì sao chúng ta không được lựa chọn, thứ nhất là giúp cho chúng ta xây dựng mối quan hệ với người đã phỏng vấn chúng ta, với phòng nhân sự của công ty đó. Thứ hai là giúp cho chúng ta rút kinh nghiệm trong những lần phỏng vấn sau. Và thứ ba nữa là giúp cho chúng ta hiểu được thực trạng rõ ràng. Và trong người nhân sự thì đừng bao giờ các em tự ti nghĩ rằng khi mình đã thất bại trong một cuộc phỏng vấn có nghĩa là mình đã kém, mình đã yếu. Mà rất đơn giản có thể chỉ vì chúng ta không phù hợp. Vì người nhân sự của chúng tôi là lựa chọn người phù hợp, chứ không phải là lựa chọn người giỏi nhất. Thì đấy là điểm mà các em có thể lưu ý. Và câu trả lời rất chung chung thường là gì ạ? Chỉ vì em không phù hợp. Vậy thì câu hỏi tiếp theo sẽ là gì ạ? Với những người có nhiều năm kinh nghiệm như chị, như anh chị có thể cho em một lời khuyên là em nên tìm công việc nào cho phù hợp trong tương lai hay không? Thì có thể chúng ta sẽ nhận những lời khuyên rất là quý giá. Bởi vì với mỗi một người mà họ đã quan tâm đến chúng ta, họ đã phỏng vấn chúng ta, thì chúng ta nên có một sự trân trọng nhất định. Và gì ạ? Khi chúng ta đã bước vào thị trường lao động thì chúng ta đã trở thành người thực sự hoàn toàn trưởng thành rồi. Rất có thể ngày hôm đó chúng ta không phù hợp với công ty đó, nhưng cách xử lý chuyên nghiệp của chúng ta sẽ giúp cho họ, giới nhân sự chúng tôi, giới nhân sự chúng tôi có mạng lưới quan hệ với nhau rất là tốt. Và khi mà chúng tôi cảm thấy là chúng tôi có một cái ứng viên nào đấy mà chúng tôi hài lòng, đánh giá cao về thái độ, về tinh thần làm việc, về cam kết, mà vì lý do nào đó chúng tôi không tuyển được, thì chúng tôi thường là forward hồ sơ đấy đi cho những phòng nhân sự khác. Và đấy là các bạn tự tạo cơ hội cho mình. Vì vậy cho nên nên cư xử lịch sự trong bất kỳ trường hợp nào, kể cả trường hợp thất bại. Vì vậy cho nên có câu nói nổi tiếng mà tôi muốn tặng các bạn để kết thúc bài học ngày hôm nay, tức là không có con người thất bại, chỉ có thái độ thất bại.